Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Đinh Văn Khoa, sinh năm 1964, nguyên Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Pháp y tỉnh Thái Bình, hiện là trưởng khoa giải phẫu bệnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình, để điều tra về hành vi tham ô tài sản. Theo cơ quan điều tra, trong thời gian giữ chức vụ Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Pháp y tỉnh, đối tượng Đinh Văn Khoa đã lợi dụng chức vụ quyền hạn, chỉ đạo cấp dưới lập khống chứng từ thanh quyết toán, chiếm đoạt tiền bồi dưỡng của các giám định viên khác, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước và các cá nhân tổng số tiền 112 triệu đồng. Vụ án đang được tiếp tục điều tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và triệt để thu hồi tài sản do phạm tội mà có.